khoảng người hương nhân đức. Mẹ đẹp xinh hơn cả muôn ngàn hoa, tỏa lung linh ánh hào quang thiên quốc, khắp trần gian yêu mến mẹ thiết tha. Kính thưa cộng đoàn, cùng với cả giáo hội, chúng ta hân hoan bước vào tháng hoa dâng kính mẹ. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã khẳng định, tháng 5 là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Và Công đồng Vaticano thứ 2 cũng đã nhắc nhở chúng ta, lòng tôn sùng chân chính không hề tại ở những tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại ở sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Trong tâm tình hiệp thông với toàn thể hội thánh, chúng ta cùng quy tụ nơi đây để dâng lên mẹ những đóa hoa tươi thắm, tượng trưng cho tấm lòng yêu mến của mỗi người chúng ta. Thật ý nghĩa, khi Tổng giáo phận Hà Nội vừa kết thúc công nghị giáo phận với chủ đề Canh tân đời sống đức tin, công nghị khép lại mở ra một hướng đi và cách sống đức tin cụ thể cho mỗi người. Đặc biệt, trong thư mục vụ mùa chay 2023, Đức Tổng giám mục Giuse không ngừng mời gọi các thành phần trong giáo phận canh tân đời sống đức tin cá nhân, để nhờ gương sống đức tin cá nhân, mỗi người trở nên cuốn kim mừng sống động giữa cuộc đời hôm nay. Lạy mẹ Maria, xin mẹ thương đón nhận những tâm tình tha thiết của chúng con. Xin mẹ giúp chúng con biết luôn noi gương mẹ, không ngừng canh tân đời sống đức tin mỗi ngày, để hạt giống đức tin chúng con đã đón nhận nay được trổ sinh hoa trái rồi. Yeah.
mọi người xin mẹ nâng đỡ
chở che cho đoàn con vững bước theo mẹ. Mẹ giúp chúng con nhiều.
là tình mình ơn phúc chan hòa. Đoàn con nguyện ước thêm nhiều hoa hiến dâng lên mẹ. Mẹ thương giúp chúng con xây phúc lành trường sinh cho muôn thế hệ. Chúa lắng nghe lời Ngài và từng khi sống đời bằng ơn.
say tìm ý Chúa, lắng nghe lời Ngài và từng thì sống đời bằng ai. Nguyện như mẹ Maria Mara, cho con xin vâng và con thắng với mẹ trung tiên, hằng truyền giáo lời Chúa. Nguyện xin thánh thân đời sống đức tin, cho con vui say tìm ý Chúa, lắng nghe lời Ngài và từng thì sống đời bằng ai. Trung kiên hằng truyền giáo. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin cho mỗi người chúng con biết yêu mến Chúa như mẹ và biết noi gương các nhân đức của mẹ. Lạy mẹ Maria, xin đón nhận muôn vàn ý nguyện của chúng con cùng bao ước nguyện của mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội. Xin mẹ dẫn dắt và đồng hành với mỗi người chúng con trên hành trình canh tân đời sống đức tin. Vì mẹ chính là trinh nữ của đức tin, để đời sống của chúng con được đổi mới mỗi ngày. Hầu hương thơm đức tin được lan tỏa đến cho mọi người trong thế giới vô biên.